sống lại. Cư sĩ Tịnh Hằng từ nhỏ nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bức bách gian nan, đến khi trưởng thành có được sinh hoạt như ý thì ông lại nhân đó mà tạo nhiều ác nghiệp, khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh. Mãi đến khi ông tiếp xúc được với Phật pháp, biết nghe kinh tu tập, nghiêm trì giới luật, đoạn ác tu thiện, thì ông mới có được hạnh phúc tái tạo cuộc đời mới, sống lại lần nữa. Chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng. Tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh Tô Giang, phố Dương Châu. Lúc còn nhỏ, cuộc sống nhà tôi tương đối khó khăn. Từ lúc có ký ức, tôi nhớ phụ thân mình là cán bộ công xã. Ông là người hào sảng, nhanh mồm lẹ miệng, thẳng thắn, có rất nhiều bạn nhậu, nên trong nhà thường có khách lui tới. Phụ thân tôi là một cán bộ trụ trẻ bê tha. Khi tôi lên trung học, thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, ông bị khai trừ, cách chức. Việc này đã làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh của cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất như ý, nên phụ thân của tôi suốt ngày thở dắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận. Để lấy lại thể diện đã mất, phụ thân của tôi chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ khuyên lơn. Ông đi mượn giai thân thuộc, mở một lò than. Không bao lâu, lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân của tôi không những chẳng thu về được một xu nào, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm. Vì cả nhà phải gánh lấy món nợ kết xù tới một vạn 5.000 đồng. Vào năm 1981, cái thời đó, thì đây là một con số kinh khủng. Nhà tôi căn bản là vô phương trả. Mẹ tôi càng tiêu tụy buồn rầu khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại. Đối diện với cái nghèo rớt mồng tơi của gia đình, không mong gì có thể ngóc đầu lên. Trong cơn tuyệt vọng, đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời đau khổ. Nhưng ngoảnh lại nhìn đám con còn quá nhỏ, bà đành nuốt lệ ráng sống, không nỡ bỏ mặc chúng tôi. Khi đó bốn mẹ con tôi ôm nhau mà khóc, vì không biết đường nào để đi, ngõ nào để sống nữa. Mỗi khi sắp đến Tết, nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị năm mới. Chỉ riêng cô nhà chúng tôi là điều hiu, lại còn phải đóng chặt cửa nữa. Trong khi ở bên ngoài, chủ nợ hung hăng, hét đòi, cả nhà thì bị lăng nhục đủ lời đủ kiểu. Càng thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo quá. Cha tôi cũng nhân đây mà biến thành một con người trầm mặc ít nói, buồn phiền không nguôi luôn. Sau đó mẫu thân của tôi dẫn tôi và anh hai đi đến từng nhà cầu xin thông cảm. Bà vừa đi vừa khóc và nói, tiền thiếu các vị chúng tôi nhất định sẽ trả, tôi xin dùng tánh mạng của mình để đảm bảo. Trong cái cơn gió lạnh, mẹ tôi rơi lệ đầy mặt, còn tôi và anh tôi thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai gầy yếu của mẹ tôi. Sau đó quốc gia cải cách mở mang chính sách, tôi cũng tham gia công tác. Cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức làm lụng, cuối cùng cũng trả hết nợ và còn để dành được chút ít. Từ đó cuộc sống bắt đầu đi lên, và tôi vào làm cán bộ ở cơ quan. Vậy là nề nếp sinh hoạt phóng túng lại bắt đầu nữa. Do tôi nghĩ hồi nhỏ mình nghèo quá, bây giờ cuộc sống tốt lên rồi thì cũng hưởng thụ chút cho nó đã chứ. Vậy là tôi lao mình vào cuộc ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bí tỉ đến say mềm, nhiễm đủ thói hư tật xấu hết trơn á. Hút thuốc nè, uống rượu nè, bài bạc, sát sinh, tà dâm nữa. Tôi còn ăn tươi nuốt sống động vật, không ác nào mà tôi không làm. Tôi phạm rất là nhiều điều tệ ác. Vậy là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông rồi. Không những tôi bị cơ quan giáng chức, mà trong gia đình luôn xào xáo, vợ chồng gây cãi sùm, con cái thì học tập sa sút cực độ. Sau khi bị mất chức, tôi dời nhà đến Vô Dương,
mở một tiểu điếm, duy trì kế sống. Mặt trời cứ mọc rồi lặn, cứ vậy ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn như xưa, không có gì khởi sắc. Tôi bắt đầu thở dán than dài, khi nhận ra được tình cảnh mình giống hệt như phụ thân của tôi hồi xưa. Hôm nọ, ở dưới lầu chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ, nay là sư huynh của tôi. Ông kể cho tôi nghe các chuyện về Phật giáo và tặng tôi một cuốn sách Biển Giác Thuyền Từ, tức là Giác Hải Từ Hàng, và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Vừa vào nhà là tôi nôn nóng mở ra xem liền. Hai cuốn sách này thu hết chú tâm của tôi giống như 500 hút sắt vậy đó. Tôi xem một lèo là hết ngay. Lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó, tôi đối với các điểm tích Phật giáo rất ưa thích. Xem không rời tay, tôi còn nỗ lực tinh tấn hành theo nữa. Tôi thầm phát nguyện, Phật Pháp có khó nghe thì con cũng đã nghe được. Đời này con nhất định nguyện tu sửa cho liễu sinh thoát tử mới thôi. Kể từ đó, tôi theo sư huynh bước vào con đường học Phật. Nhìn thấy tôi thay đổi tốt lên từng ngày, vợ và con của tôi cũng rất là ngưỡng mộ, hớn hở gia nhập hàng ngũ tu tập theo. Cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình Phật hóa. Tôi và vợ đồng phát nguyện, từ nay thể dứt ăn mặn, nguyện ăn chay vĩnh viễn. Tôi còn quyết định bỏ hút thuốc luôn nữa. Kỳ lạ là hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ thuốc nhiều lần rồi, nhưng mà càng bỏ lại càng thèm. Nhưng mà lần này lạ nghe, tôi có thể từ bỏ với tâm hết sức thanh tịnh, nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát luôn. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi không bỏ một chúng sinh nào hết. Hiện nay, hàng ngày tôi kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh nữa. Mỗi ngày vào mùng 1 với ngày rằm, thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh nè, làm nhiều việc thiện, đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, lo kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình nữa. Tôi thừa biết mình tật tánh nặng nề, nên đã bao lần ở trước mặt Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp cho tôi luôn nhận ra lỗi sai để kịp thời dứt khoát, từ bỏ không tái phạm nữa. Kể từ sau khi học Phật, suốt mấy năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đã chuyển tốt. Có rất nhiều khách nghe danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn, tới giờ vẫn còn hợp tác nữa. Hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh, công việc rất là phất. Kể từ lúc ăn chay rồi, huyết áp của tôi không có cao, chứng mất ngủ cũng hết luôn. Cái chứng liệt nhẹ dần dần cũng khỏi nữa. Sức khỏe cả nhà tốt lên rất là nhiều. Kể cả cha mẹ của tôi ở Diễn Phương Dương Châu, thân thể cũng rất là khang kiện. Từ lúc học Phật cho đến bây giờ, người xung quanh rất quý mến tôi, quý trọng tôi ngày ngày càng nhiều đó. Mỗi ngày qua, tâm tư của tôi rất là thư thái, trọn ngày làm việc mà không thấy mệt, sinh hoạt thì luôn điều chỉnh tốt, ngủ dậy sớm. Hàng ngày, hạnh phúc nhất là được ở trước mặt Phật đường, tụng kinh bái Phật, pháp hỷ sung mãn. Phật Pháp thật là càng hiểu càng thú vị. Con trai của tôi cũng thay đổi rất là mạnh. Ngày xưa tính nó rất là hướng nội, tự kỷ lắm. Nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh. Kinh Địa Tạng, nó không từ bỏ một ngày nào hết. Tính tình của nó vui vẻ, cởi mở vị tha. Công việc của chúng tôi thì tùy theo ước muốn mà tự thành. Vợ tôi cũng tinh tấn tu hành. Cả nhà chúng tôi đều được Phật Pháp tẩy gội, sống rất là hòa thuận vui vẻ, đồng hưởng hạnh phúc, tự tại, sướng lắm. Ta nói Phật Pháp kỳ thực, nó kỳ diệu lắm. Là Pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở dân gian hay sao đó. Tôi xin lấy kinh nghiệm của bản thân mình làm chứng, để chia sẻ và mách cùng quý vị nè. Các vị hãy tránh ác, hành thiện, thường kiểm điểm lỗi sai, để thiện hóa thân tâm, cẩn trọng răn dè, giữ gìn thân, khẩu ý trong từng hành vi. Hãy phát nguyện, nghiêm trì với giới luật, không nên tùy tiện phóng dật, mà sa vào lưới tà, nghiệt ác đó. Tôi mong rằng câu chuyện có thật của mình sẽ khích lệ, giúp ích cho mọi người. Ha, mong các vị trong những ngày tháng còn sống này, ai cũng phát tâm, tinh tấn học Phật, tu hành, tự độ mình, độ người. Tôi mong mọi người đều thoát khỏi phiền não, đau khổ, vượt qua biển lớn sinh tử,
đến bờ giác thanh tịnh, tịnh hằng. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ, giúp nhân loại chuyển hóa số mệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu. Nếu như người người đều biết có thể y pháp phụng hành, thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.